Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh ở tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Giáp Tuất tháng Bính Thìn năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành Ninh Mệnh, Sơn Đầu Hỏa, ngày Giáp Tuất can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Sơn Đầu Hỏa, Kỷ Tuổi, Nhâm Thìn, Canh Thìn, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Thìn, Canh Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Mã hay còn gọi là sao Lộc Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao Sát Cấn, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được các sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Lục Bất Thành, xấu đối với xây dựng, sao Cửu Không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao Bạch Hổ, kỵ về an táng, sao Quỷ Khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Và đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 27 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tam Nương Sát, xấu kỵ về khai trương, cưới hỏi, xuất hành, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Tuổi Tý được chính ấn che chở trong ngày thứ ba này nên sự nghiệp có khởi sắc hơn hẳn. Bạn sẽ nhận được tin vui liên quan tới việc hoàn thành dự án hay gặt hái thành quả sau quá trình nỗ lực bền bỉ. Cũng nhờ những may mắn tới trong ngày hôm nay, tâm trạng của Tý tràn đầy hứng khởi, làm việc hăng say hơn và cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần với lòng nhiệt tình, chân thành của mình. Các mối quan hệ xã giao nơi công sở của bạn rất tốt đẹp. Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc nên tình cảm lứa đôi, vợ chồng có chút nguội lạnh. Mỗi khi xảy ra xung đột, bạn có xu hướng nâng cao quan điểm của bản thân thay vì lắng nghe đối phương. Đây là tật xấu bạn cần sửa đổi càng sớm càng tốt để gìn giữ hạnh phúc của mình. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự nghiệp khởi sắc, dự án được hoàn thành. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, gặt hái thành quả sau quá trình nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tâm trạng hứng khởi, làm việc hăng say hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi, vợ chồng có chút nguội lạnh. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 98, số 11. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh, vàng. Quý nhân phù trợ,
Sửu, Thân, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Sửu nhờ được chính tài che chở nên có tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình. Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu. Hơn nữa, bạn lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn, giúp mọi sự suôn sẻ thuận lợi hơn. Chuyện tình cảm khá bình lặng, không ngọt không nhạt. Đôi khi cuộc sống và công việc quá bận rộn đã kéo hai bạn đi, ít dành thời gian cho nhau. Nhưng cả hai không quá lo lắng vì hiểu rằng trái tim vẫn hướng về nhau, luôn thông cảm và thấu hiểu cho đối phương. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có tín hiệu vượng tài đáng mừng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có thêm thu nhập nhờ chăm chỉ và nhạy bén. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm bình lặng, không ngọt không nhạt. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 55, số 37, số 83. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, tím. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Vận trình ngày mới được tam hợp cục xuất hiện mang tới cho người tuổi Dần nhiều niềm vui ở các phương diện cuộc sống. Hỉ khí ngập tràn, bản mệnh làm gì cũng nhận được sự công nhận của mọi người, khó khăn cũng có người đứng ra giúp một tay. Vận trình tài lộc của Dần cũng vô cùng khởi sắc. Người kinh doanh buôn may bán đắt, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đều đặn và rủng rỉnh. Tiền bạc dư giả giúp Dần có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ. Ngày nay vận trình tình cảm khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút vô cùng lớn với người khác phái, có thành công hay không phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng mình không. Dù vậy, bạn cũng không nên giữ thái độ mập mờ cùng lúc nhiều mối quan hệ kẻo rước rắc rối vào người. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhận được sự công nhận của mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, khó khăn là có người đứng ra giúp một tay. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, người kinh doanh buôn may bán đắt. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tiền bạc dư giả, có thể chi tiêu thoải mái. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm khá tốt, đào hoa nở rộ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 90, số 58. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Theo dõi tử vi hôm nay, lục hợp thái tuế giúp người tuổi Mão có sự minh mẫn và sáng suốt để giải quyết gọn gàng những vấn đề mình đang gặp phải. Tiến trình sự nghiệp thăng tiến khá suôn sẻ. Bạn có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ trong ngày, nhưng trong hoạn nạn có cơ hội, cũng nhờ vậy mà bạn có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Cũng nhờ cát khí có trong ngày, vận trình tài lộc của con giáp này tương đối ổn định, nhờ thế mà bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng hãy quản lý tài chính hợp lý,
Đừng tiêu pha hoang phí quá kẻo tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hết. Có điều ngũ hành tương xung gây bất lợi cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn và người ấy có duyên gặp gỡ nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ nợ để ở lại bên nhau. Cảm giác tiếc nuối khôn nguôi nhưng bạn vẫn cần nhìn về phía trước. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có sự minh mẫn và sáng suốt để giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa tiến trình sự nghiệp thăng tiến khá suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc vận trình tài lộc tương đối ổn định. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 9, số 27, số 68. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xám, đỏ. Quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi cho thấy, ngày vấp phải sự cản trở của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại. Người tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy vô cùng sốt ruột và nóng nảy khi công việc không diễn ra như mong muốn. Bạn dễ xảy ra xung đột quan điểm với đồng nghiệp làm việc chung. Ai cũng có cái lý của mình, chẳng ai chịu là bên nhường một bước. Có thể bạn không vui khi đối phương có quan điểm trái ngược với mình, nhưng đừng quá bức xúc. Việc gắn kết người khác cần có thời gian, đôi khi xung đột cũng là cách để hai bên xả hết mọi bức bối trước khi có thể gắn bó thân thiết với nhau hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng không mấy suôn sẻ. Những lời nói ra nói vào của người ngoài ảnh hưởng khá lớn tới mối quan hệ của hai bạn. Nếu lập trường không đủ kiên định, cả hai có thể sẽ lạc mất nhau bởi quá xem trọng ý kiến của người khác. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc không diễn ra như mong muốn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ xảy ra xung đột quan điểm với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cần có thời gian để gắn kết với người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, xung đột có thể là cách để kéo gần khoảng cách. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm trục trặc do lời nói của người ngoài. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 14, số 52, số 81. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, cam, nâu. Quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày thứ 3 này được thực thần chiếu mệnh, giúp đường tài vận của tuổi Tỵ tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, thu nhập nhanh chóng được cải thiện. Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách. Hỏa sinh thổ còn mang tới may mắn cho Tỵ ở phương diện tình cảm lứa đôi. Dù còn độc thân hay có đôi có cặp thì cũng đều có tin vui về nhân duyên. Chẳng có gì bất ngờ nếu bạn có một ngày tình yêu thăng hoa, hãy cùng đối phương tận hưởng giây phút này. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tài vận tăng tiến, tài lộc hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, kinh doanh thuận lợi, làm ăn phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, có tin vui về nhân duyên, tình yêu thăng hoa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá,
đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 96, số 16. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, tím nhạt, hồng. Quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Dưới sự che chở của tam hợp cục, tuổi Ngọ được dự báo có một ngày làm việc hăng say và chất lượng vô cùng. Thái độ nghiêm túc và kiên trì mang tới thành công cho con giáp này. Bạn không để khó khăn khiến bản thân chùn bước mà còn thông qua đó để khai phá khả năng tiềm ẩn của mình. Hôm nay con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về phương diện tiền bạc. Tài lộc vượng phát có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Nhiều người cho rằng bạn gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực từ trước đó. Ngũ hành hỏa sinh thổ còn giúp Ngọ đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm. Người đang yêu đừng để những lý do bên lề trở thành rào cản ngăn cách hai người. Gặp được người yêu mình và khiến mình an tâm muốn gắn bó cả đời không hề dễ dàng. Hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim có một ngày làm việc hăng say và chất lượng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, thái độ nghiêm túc và kiên trì mang tới thành công. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, không để khó khăn khiến bản thân chùn bước. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, gặp nhiều may mắn về phương diện tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 19, số 72, số 8. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng đất, đỏ tía. Quý nhân phù trợ, Tị, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Chịu tác động từ cục diện tương phá, vận trình ngày mới của tuổi Mùi gặp không ít bất lợi. Công việc dở dang, việc mới việc cũ chồng chất, tồn đọng, khiến bản mệnh phải một mình loay hoay tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa khá khẩm hơn là bao. Ngày này, bạn cũng nên tập trung làm tốt việc của mình hơn là bao đồng mọi việc. Bạn có thể giúp đỡ người khác một tay nhưng không đồng nghĩa nhận hết việc về phía mình. Nên nhớ nếu bạn không thể lo cho chính bản thân mình thì bạn cũng chẳng thể lo được cho ai. Không chỉ vậy, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng khó lòng thuận lợi. Người ấy đang muốn kiểm soát bạn quá chặt gây ra sự ức chế, khiến bạn chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi mối quan hệ ngột ngạt này. Người độc thân chưa có ý định bước chân vào một mối quan hệ vào lúc này. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, vận trình bất lợi, công việc dở dang. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, việc mới việc cũ chồng chất, tồn đọng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên tập trung làm tốt việc của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tránh lo chuyện bao đồng, làm thay người khác. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ lứa đôi ngột ngạt, căng thẳng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 3, số 31, số 90. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, cà phê. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Tam hội cục xuất hiện trong vận trình, giúp vận quý nhân của người tuổi Thân khởi vượng rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, con giáp này có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào. Tài lộc trong ngày của Thân cũng vô cùng dồi dào,
đặc biệt thích hợp cho người làm nghề kinh doanh đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Nhờ vậy mà tuổi Thân sung túc đủ đầy hơn nhiều, không phải lo lắng về vấn đề chi tiêu. Nhờ thổ sinh kim, con giáp này còn nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, bạn có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động bật đèn xanh để dẫn lối cho người ấy. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận quý nhân khởi vượng, giải quyết được khó khăn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không chịu khuất phục. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tài lộc dồi dào, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thích hợp đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nhân duyên tốt đẹp, có người thầm thương trộm nhớ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 45, số 68, số 80. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh nhạt. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, người tuổi Dậu có điềm báo, có mâu thuẫn về tiền bạc hoặc công việc trong ngày Tuất Dậu tương hại. Ngày này nếu nhận được những lời chào mời, dù dê kèm theo mức lợi nhuận hậu hĩnh, bạn nên cân nhắc thật kỹ, đừng vội lung lay trước những lời đường mật kẻo rơi vào bẫy dập của kẻ xấu. Họa thị phi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, gây tổn hại đến thanh danh cũng như uy tín của bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến phía trước. Để hạn chế rắc rối có thể gặp phải, bạn cần thận trọng và chu đáo, kiểm tra kỹ càng trước khi bàn giao bất cứ việc gì. Bù lại, điểm sáng trong hôm nay của Dậu nằm ở phương diện tình cảm nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ dẫu không phải lúc nào cũng dạt dào nhưng cũng gọi là bình an. Người đã kết hôn có xu hướng an phận và dành nhiều thời gian chăm lo gia đình, san sẻ với bạn đời, gìn giữ hạnh phúc. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, điềm báo có mâu thuẫn về tiền bạc hoặc công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng vội lung lay trước những lời đường mật. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đề phòng rơi vào bẫy dập của kẻ xấu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, bị tiểu nhân đạt điều, gây tổn hại đến thanh danh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, dành nhiều thời gian chăm lo gia đình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 12, số 77, số 23. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, hồng đậm, cà phê. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình ngày mới, người tuổi Tuất đang có điềm báo, tình hình tài chính của con giáp này khá lạc quan khi trong ngày có thiên tài chiếu mệnh. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, chỉ cần khéo quan sát biến động thị trường để điều chỉnh kế hoạch của mình thì chắc chắn tài lộc sẽ đổ ào ào về túi. Với người làm công ăn lương, bạn cho thấy khả năng sáng tạo trong công việc và điều đó đã giúp bạn đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp cá nhân. Bạn ngày càng yêu thích những gì mình đang làm bởi chúng không chỉ cho bạn tiền bạc mà còn giúp cuộc sống thêm phần ý nghĩa hơn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật ở các nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tình hình tài chính lạc quan, nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, cần thường xuyên quan sát biến động thị trường. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có khả năng sáng tạo trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất
thuộc mệnh Kim, đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, ngày càng yêu thích công việc hiện tại. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 30, số 27, số 69. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, y. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới được thiên ấn nhập cục, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thêm hanh thông rộng mở. Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao, không nề hà khó khăn nên ngày càng giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Bạn có thể được giao trọng trách để phát huy khả năng của mình tốt hơn. Cũng nhờ những cố gắng và nỗ lực của con giáp này mà hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể. Dù có bận rộn hơn trước nhưng bản mệnh vẫn giữ vững phong độ, còn biết cách cân bằng cuộc sống nên xử lý mọi việc ổn thỏa. Cơ hội thăng tiến trong tương lai rất lớn. Song thủy thổ xung khắc nên các mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi dễ xảy ra xung đột. Gia đình bất hòa, các cặp đôi không thực sự hiểu hết nỗi khó khăn của nhau nên sinh hờn giận, trách móc. Bạn nên nói rõ cho đối phương hiểu và thông cảm với mình thay vì im lặng và bắt người ấy tự đoán ra. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đường công danh sự nghiệp hanh thông rộng mở. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, được giao trọng trách để phát huy khả năng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, biết cách cân bằng cuộc sống, xử lý mọi việc ổn thỏa. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, gia đình dễ xảy ra bất hòa nên chia sẻ rõ ràng với nhau. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 72, số 19. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lam, nâu. Quý nhân phù trợ: Ý, Sửu, Mão. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.